là bị hôi chân này sẽ gây như cho mình là ví như là mất tự tin trong giao tiếp này, hoặc là gây ảnh hưởng tới người khác xung quanh này, rất là ngại đúng không bạn? Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh Channel DC. Thì nếu mọi người chưa biết thì mình tên là Tuấn Anh. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho người 4 bí mật mang giày mà gây hại ảnh hưởng cho sức khỏe của cánh đàn ông nam giới chúng ta không hề hay biết nha. Rồi mang giày tưởng chừng như rất là đơn giản bởi vì nó là thời trang mà. Nhưng mà anh em chúng ta thường hay gặp nhất là 4 cái lỗi này mà ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới sức khỏe chúng ta. Rồi không nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ vào ngay phần đầu tiên luôn. Bí mật đầu tiên đó là mang giày quá rộng hoặc là quá chật. Khi mà anh em đã lỡ mà mua một đôi giày mà rộng quá hoặc chật quá, anh em đừng có cố mà mình sử dụng hàng ngày. Bởi vì sao? Khi mà mua một đôi giày chật quá đi thì chúng ta đi vào cả khi mà cái xu hướng của nó và cái ngưỡng bàn chân nó sẽ bị dồn xuống như này này, thì ngón chân đầu tiên sẽ là bị sưng tấy lên này, thứ hai là gót chân mình bị ảnh hưởng, thứ ba là tới mắt cá chân này nó sẽ bị phồng rộp lên rất là đau, rồi tới là như mà về lâu về dài á, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới khớp gối này, rồi tới thần kinh này, tới lưng dưới này, rồi tiếp đến là mình mang giày nó quá rộng. Thường thường nếu như mà rộng hơn khoảng tầm 0.5 đến 1 size thì ok, nhưng mà rộng hơn khoảng tầm từ 1.5 đến 2 size ấy, cảm giác như anh em đang bơi trong giày, đang đi này nó bị tuột ra, không phải là khó chịu không ạ? Mà không những khó chịu đâu, và khi mà bàn chân anh em mà đi ở trong đó ấy, nó sẽ va chạm cái da chân này với lại da giày này, nó sẽ gây bong chắc hoặc là gây rộp chân lên, nó rất là khó chịu, rất là đau đớn đúng không ạ? Rồi để mà khắc phục những cái tình trạng đó thì Tuấn Anh có một cái tip nhỏ nhỏ như thế này này. Anh em có thể dán cái gót giày của mình lại cho nó vừa chân của mình nha, hoặc là có thể dán silicone ở phần mũi giày lại cũng đều ok. Tiếp đến là bí mật thứ hai. Bí mật thứ hai là anh em không nên mang tất ướt hoặc là giày ướt. Và vì sao? Khi mà trong môi trường thuận lợi như là ướt như vậy thì vi khuẩn nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là nhiều, gây ảnh hưởng tới chân như là bị nấm chân này, ngứa chân này, và nghiêm trọng hơn á là bị hôi chân này, sẽ gây như cho mình là ví như là mất tự tin trong giao tiếp này, hoặc là gây ảnh hưởng tới người khác xung quanh này, rất là ngại đúng không ạ? Cho nên là trong trường hợp ví như là đi mà gặp trời mưa này, em nên phòng cho mình thêm một đôi dép nữa, một đôi dép bằng cao su này, hoặc là một đôi dép bằng nhựa này, cho nó thoát nước nhanh này, hoặc là nó không bị ẩm ướt chân của mình, cho mang nó vừa thông thoáng vừa ok đúng không ạ? Rồi tiếp đến là tip thứ ba. Anh em đã đi giày thì không thể nào thiếu một đôi tất cho mình đúng không? Khi mà đi giày anh em nên chọn mình một đôi tất nó phù hợp nha. Ví như đi giày tây hoặc là đi một đôi giày loafer đi thì anh em nên chọn mình một đôi tất tàng hình, nào là một đôi tất cao cổ cùng màu là tối màu hơn với màu quần nha. Là nếu như mà đi mà hoạt động thể thao nhiều á, nên chọn cho mình một đôi tất giày ôm chân hơn để bảo vệ hoàn toàn cho đôi chân của mình đúng không ạ? Rồi đó là tới bí mật thứ tư, đó là anh em Việt Nam chúng ta là có chiều cao rất là khiêm tốn, cho nên là chúng ta độn giày, mang giày độn rất là nhiều. Bởi vì sao? Khi mà mang giày độn như vậy anh em sẽ cao hơn, sẽ đẹp hơn, sẽ bắt mắt hơn trong mắt người nhìn đó, nhưng mà đổi lại làm sao ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của mình. Về lâu về dài ấy, nó ép tim này, rồi thứ hai là ảnh hưởng tới xương khớp này, thứ ba là tới bàn chân của mình này, rất là đau, tối về nhiều khi mà đau lưng không ngủ được luôn đó. Cho nên là anh em chỉ cần mang những đôi giày hiện tại ở ngoài thị trường bây giờ đang có những đôi giày khoảng tầm cao từ 4 đến 5 cm, như vậy là đã ok rồi, khoảng tầm 1m68, 1m70 là nhìn đã bắt mắt, đã đẹp rồi đúng không ạ? Không cần phải độn cao quá đâu nha anh em. Cho nên là anh em chỉ cần mang nó vừa phải, vừa đẹp cho mình là được rồi. Rồi trên đây là 4 bí mật Tuấn Anh đã chia sẻ cho các anh em. Nếu như mà mọi người thấy hay thì cho Tuấn Anh xin một lượt like, một lượt subscribe. Hoặc anh em nào có ý kiến nào hay hơn thì cho Tuấn Anh xin một lượt bình luận ở bên dưới. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem